Oxacillin là một penicillin thế hệ 2 có khả năng kháng với penicillin A của do tụ cầu tiết ra. Nó được dùng để điều trị các tụ cầu nhạy cảm với methicillin, giống như viêm nội tâm mạc cấp tính, nhiễm khuẩn da và mô mềm, viêm xương tủy xương hay là viêm màng não do tụ cầu hoặc viêm phổi màng phổi do tụ cầu. Đối với các chủng tụ cầu mà nhạy cảm với penicillin thì oxacillin dịch tác dụng diệt khuẩn của oxacillin không bằng với penicillin hoặc là amoxicillin. Đối với những chủng tụ cầu kháng với methicillin, viết tắt là MRSA, nó sẽ đề kháng với tất cả các kháng sinh dòng beta lactam ngoại trừ các cephalosporin thế hệ 5 giống như là cefarolin. Amoxicillin phối hợp với acid chloranic là kháng sinh đầu tay trong các điều trị nhiễm khuẩn trên đường hô hấp trên giống như viêm xoang hoặc là viêm tay giữa hoặc là viêm họng. Ngoài ra thì amoxicillin phối hợp với acid chloranic có thể dùng để điều trị nhiễm khuẩn da và mô mềm và các nhiễm khuẩn khác. Nó cũng có thể sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Tuy nhiên nó không phải là một kháng sinh đầu. Thì phối hợp amoxicillin phối hợp với acid chloranic á, nó có tỷ lệ gây tiêu chảy gấp 3 lần so với amoxicillin đơn độc. Acid chloranic cũng là một chất gây tiêu chảy do rối loạn nhu động ruột. Cách nào để phân biệt tiêu chảy do rối loạn khuẩn ruột so với tiêu chảy do kích ứng nhu động ruột là nếu mà tiêu chảy xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi uống thuốc thì đó là tiêu chảy do rối loạn nhu động ruột, tức là tiêu chảy do acid chloranic. Còn nếu mà tiêu chảy xuất hiện sau 48 giờ thì đó là tiêu chảy do rối loạn khuẩn ruột, tức là do tiêu diệt những vi khuẩn mà nhạy cảm với acid chloranic và amoxicillin. Ticacillin là một penicillin thế hệ 4 thì nó không có khả năng kháng lại với beta lactama cho nên được phối hợp với acid chloranic hoặc chất ức chế beta lactama khác để dùng điều trị các nhiễm khuẩn gram âm siêu khí. Thì phổ của chúng tập trung chủ yếu trên gram âm, có hoạt tính tốt trên gram âm nên được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn trong bệnh viện giống như là nhiễm khuẩn do Pseudomonas hoặc Acinetobacter hoặc Steria. Thông thường thì chúng được phối hợp với các aminoglycoside để tăng tác dụng diệt khuẩn theo lý thuyết là vậy, nhưng mà trên thực tế thì đôi khi hiệu quả không đạt được như vậy. Trong những nhiễm khuẩn như da và mô mềm hoặc là nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì phối hợp đó không đem lại lợi ích so với sử dụng đơn độc. Imipenem là kháng sinh thuộc nhóm carbapenem trong thuộc nhóm lớn beta lactam. Imipenem thường được phối hợp với cilastatin để tăng thời gian bán thải. Nguyên nhân là vì imipenem bị một enzyme trong thận phân hủy. Thì người ta phối hợp với cilastatin là một chất mà ức chế cái enzyme phân hủy này. Từ đó tăng thời gian bán thải của imipenem lên. Phổ của imipenem thì cũng gần giống như phổ của các carbapenem là phổ rất rộng, tác động trên 99% các loại vi khuẩn ngoại trừ là tụ cầu kháng với methicillin atypical, tức là con vi khuẩn không điển hình á, như là chlamydia, mycoplasma, legionella. Nó cũng không tác dụng trên enterococcus faecalis. Đây là một trong những kháng sinh cuối cùng được sử dụng. Vì thế nó không được sử dụng như các kháng sinh thông thường. Muốn sử dụng imipenem phải có sự đồng ý của giám đốc bệnh viện mới được sử dụng. Imipenem có tác dụng trên vi khuẩn gram dương tốt hơn vi khuẩn gram âm. Thường thì nó không dùng để đơn trị nhiễm khuẩn gram âm mà nó phải bắt buộc phải phối hợp với một kháng sinh khác như aminoglycoside để tránh bị đề kháng. Imipenem là một kháng sinh gây co giật cho nên nó không được sử dụng trên bệnh nhân mà có chấn thương ở đầu hoặc đang có tiền sử co giật.